của Huawei giống iPad Pro như hai giọt nước. Huawei sắp ra mắt một mẫu máy tính bảng mới và nó trông khá giống với iPad Pro. Theo hình ảnh dò dỉ gần đây, sự khác biệt lớn nhất trên hai mẫu máy tính bảng này dường như chỉ là phần camera. Theo đó, máy tính bảng của Huawei sẽ có camera kép ở mặt sau, trong khi camera trước sẽ đi theo thiết kế dạng đục lỗ khá phổ biến thời gian qua. Dự kiến, mẫu máy tính bảng của nhà sản xuất Trung Quốc sẽ có tên gọi là Huawei MatePad Pro, tương tự như trên iPad. Mẫu máy tính bảng của Huawei cũng có hỗ trợ bộ bàn phím giống như bàn phím thông minh Folio của Apple. Ngoài ra, nó còn được trang bị bút stylus mới giống như Apple Pencil trên iPad Pro. Những hình ảnh dò dỉ này cho thấy máy tính bảng Huawei sẽ không có cảm biến vân tay, hoặc có thể sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình hay cảm biến nhận diện khuôn mặt.